thì mình lên nghe sau cũng được. Đúng rồi, thôi đừng có nghĩ dài quá làm biếng lắm. Với lại cô nào bận thì nghe lại file đi cho dễ. Rồi Bận nghe là đó, học cho anh Ngọc nha. để Bữa đó không Ngọc xong. Trinh, bữa đó Ngọc Trinh vừa làm MC vừa là tụng Thầy kinh sư vừa có học chỉnh với bài. cô. Dạ thưa sư, hôm nay ngày 25 này, tuần sau là ngày mùng 2 Tết này, rồi tuần sau mùng 2 đó là ngày mùng 9 ạ. Dạ, Chính là con. hết mộng rồi. Dạ, Chính con là thưa thầy đã đến giờ rồi ạ. con lại nghỉ. Con xin được bắt đầu thưa sư. Yeah. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tắt mic cùng trang nghiêm thân khẩu ý hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin kính đảnh lễ sư. Con xin kính chào toàn thể học viên. Hôm nay con thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc ghê ca mê cha ru pê ghi si kha ra tắp tê chan ta li hê vi ma nê đi pê rát hê cha ga mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha wat phum hi khét tê phum ma cha yan tu đề hoa cha la kha la vi sa mê yak kha gan pháp ba na ga tít thân ta san si kê yang muni wa ga wa cha năng sa tha vô mê su năng tu tham ma sa wa na ka lo ayam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo Ayam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo Ayam pha đàn ta Nam mô ta sa pha ga wa to Arahato sama sambu ta sa Nam mô ta sa pha ga wa to Arahato sama sambu ta sa Nam mô ta sa pha ga wa to Arahato sama sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sangkhang saranang gacchami Tutiyampi Buddhang saranang gacchami Tutiyampi Dhammang saranang gacchami Tutiyampi Sangkhang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sangkhang saranang gacchami Itipiso Bhagava Arahang Sammasambuddho Vichcha Chà chà na sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satthadeva manussanam buddho bhagavati nati me saranam anyang buddho me saranam varang etena satcha vacchena hotu me jaya mangalam Uttamangena vandeham padapamsam varuttamam butheyo kalito doso buddho kamatutang mamang Svakato bhagavata dhammo sandittiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattang veditappo vinyuhi tinatti me saranang anyang thammo me saranang varang etena satcha vacchena hotu me jayamangalang uttamangena vandeham thammang chaduvithang varang thammeyo kalito doso thammo kamatutang mamang
Supatipanno Bhagavato Savakasangho Uchupatipanno Bhagavato Savakasangho Nyayapatipanno Bhagavato Savakasangho Samikipatipanno Bhagavato Savakasangho Yadidang Chattari Purisa Yuga Niattapurisa Pukgala Esa Bhagavato Savakasangho Ahunayo Pahunayo Dakkinayo Anjalikaraniyo Anuttarang Punyakhetang Lokasa Sinati me saranang anyang sangho me saranang warang Ete na satya wacce na ho tu me jaya manggalang Utamangge na wande hang sangkanca duitotamang sangkeyo kalito doso Sangho kamatutang mamang Wanda mi che ti yang sabbang sabbathane supatititang Saririkatha tu mahaboteng puttarupang sakalang sada Sambutte attavi sanca dvada sanca sahasake Pancha sata sahasa ninama misirasa ahang Te sang tham mang cha sang khan cha adare na namami hang Namakara nupa we na ham toa sabde upadda we Aneka antaraya piwinasan tua se sato Sambutte pancha panya sangcha chatuvi sati sahasake Rasa sata sahasa ninamami sirasa Ahang te sang thamman cha sang khan cha adare nanama Mihang namakara tufa we naham toa Sabbe upatta we aneka antaraya piwinasan tu ase sato Sambutte navuttarasate atta chattali sasahasake visati satasahasa ninamami sirasa Ahang te sang thamman cha sang khan cha adare na namami hang namakara nupa we naham toa Sabbe upatta we aneka antaraya piwinas santu ase sato Sabbe purati maya disaya satta avera Sukhi hontu sabbe purati maya anurisaya satta avera Sukhi hontu sabbe dakkinaya disaya satta avera Sukhi hontu sabbe dakkinaya anurisaya satta avera Sukhi hontu sabbe pacchima yadisaya satta Avera sukhi hontu sabbe pacchimaya anurisaya satta Avera sukhi hontu sabbe uttaraya disaya satta Avera sukhi hontu sabbe uttaraya anurisaya satta Avera sukhi hontu sabbe uparima yadisaya satta Avera sukhi hontu sabbe hetima yadisaya satta Avera sukhi hontu sabbe satta Avera hontu sukhita hontu nitukha hontu apyapaccha Hontu aniga, hontu diga, yuka, hontu aroga, hontu sampatti, samichantu sukhi attanang, pariharantu dukkha patta, janit dukkha, faya patta, janit faya,
so kappatta jani so ka hontu sabde pipani no akasatta jafumatta dewanaga mahitika punyang no anumodan tuchirang rakkan tu sasanang akasatta jafumatta dewanaga mahitika punyang no anumodan tuchirang rakkan tu no garu akasatta jafumatta dewanaga mahitika punyang no anumodan tuchirang rakkan tu nyatayo akasatta jafumatta dewanaga mahitika punyang no anumodan tuchirang rakkan tu panino akasatta jafumatta dewanaga mahitika punyang no anumodan tuchirang rakkan tu no sada idang watano punyang asawa kaya wahang o tu anagate kale. Sa thủ, sa thủ, sa thủ. Thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất, chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay. Dạ, kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và có lợi ích ngay hiện tại và lâu dài. Con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Xin chào các Phật tử học viên. Giờ hôm nay thì chúng ta sẽ học một nhóm tâm sở mới, đó là nhóm tâm sở tịnh hảo Sopana Chetasikang. Trong phần tâm sở tịnh hảo này thì mình có 25 thứ, trong đó có 19 tâm sở tịnh hảo thuộc về nhất thiết biến hành. Rồi tâm sở tịnh hảo biến hành, tức là nó có mặt ở trong các tâm thiền, trong các tâm tịnh hảo. Rồi sáu tâm sở biệt cảnh có mặt ở phối hợp được với một số tâm. Và trước tiên là chúng ta phần tập đọc phần 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. Sopana Chetasikang Sattha Sati Iri Otapang alopho aduso tatra machatata kaya pasati cita pasati kaya lahuta cita lahuta kaya muduta cita muduta kaya kamanyata cita kamanyata kaya pagunyata cita pagunyata kayu cukata cita citu cukata ceti ekonawi sati me cetasika sopana satharana nama sopana cetasikang satha sati iri otapang alopho adoso tatra machatata kaya pasati cita pasati kaya lahuta cita lahuta kaya muduta cita muduta kaya kamanyata cita kamanyata kaya pagunyata cita pagunyata kayu cukata citu cukata ceti ekona wisati me cetasika sopana satharana nama
Sattha thì là danh từ nữ tính, là tính. Sati danh từ nữ tính là niệm. Iri danh từ nữ tính là tam. Anuttapan danh từ trung tính là quý. Alopo là vô tham, danh từ nam tính. Adoso vô sân, danh từ nam tính. Tatramachatata trung hòa, danh từ nữ tính. Kayapasati tịnh thân. Chitapasati tịnh tâm, danh từ nữ tính. Kayalahuta chitalahuta chitapasati kayapasati hồi nãy là tình thân tình tâm ha. Kaya lahuta chita lahuta là nhu thân nhu khinh thân khinh tâm. Kaya muduta chita muduta danh từ nữ tính là nhu thân nhu tâm. Kaya kamanyata chita kamanyata danh từ nữ tính là thích thân thích tâm. Kaya pagunyata chita pagunyata danh từ nữ tính thuần thân thuần tâm. Kayu chukata chattu chukata là thích thân thích tâm. Cheti ở đây mình tách nó ra là chá với là y tí, chá là và y tế là. Eko na vi sati me ở đây mình tách nó ra là eko na vi sati là 19, ime là này, cetasika là tâm sở, sopana satharana là tình hảo biến hành, nama gọi là. Rồi mời lớp giơ tay lên đọc bài. Hôm nay thì không thấy anh Cát Khánh lên. Cô Phúc cùng chung mời lớp đọc bài em sư đi. Dạ. Dạ. Kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Sư con xin đọc. Sopanna cetasikan sattha sati hi ri ottappan aloko adoso tatra maccha tatra Kaya passati, citta passati, kaya lahuta, kaya lahuta, citta lahuta, kaya muduta, citta muduta, kaya kamanyata, citta kamanyata, kaya bhagunyata. Chitta bhagunyata kayu kayu chu kayu chu kata chittu yu kata cheti ekunawi satime cetasika so sopana sadharana nama con xin hát ạ. Dạ, kính mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Sô phá ná chê tá xí căng sát thà sát tí hí rí ô táp băng á lô phô á đô sô tát rá má chà tát tà ca giá bát xá thí chít tá bát xá thí Kaya lahuta, citta lahuta. Kaya muduta, cittang, citta muduta. Kaya kang manyata, citta kang manyang, citta kang manyata. Kaya pagunyata, citta pagunyata. Kayu kukata, chitu yu kata, cheti, ekuna wisati me, cetasika, sofana,
Sattarana Nama. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư cũng xin đọc ạ. Sopana Cetasikan Sattha Sati Hiri Ottapan Alofo Adoso Tatamek Chattata Kaya Basati Chitta Basati Kaya Lahuta Chitta Lahuta Kaya Muduta Chitta Muduta Kaya Kamanyata Chitta Kamanyata Kaya Bagunyata Chitta Bagunyata Kayu Chu Kata Situ Chu Kata Cheti Ekuna Vi Sati Me Cetasika Sopana Sattarana Nama. Thưa sư xin hết. Dạ. Xin quý vị đã đọc bài bỏ tay xuống cho khỏi lộn ạ. Dạ, kính mời Phật tử Thạch Nguyễn ạ. Dạ thưa con, dạ thưa sư con kính xin đọc bài. Dạ. Sopana Cetasika Sattha Sati Hiri Ottapan Alopo Adoso Tatramat Tatta Kaya Pasati Chitta Pasati Kaya Lahuta Chitta Lahuta Kaya Mututa Chitta Mututa Kaya Kamanyata Chitta Kamanyata Kaya Pagunyata Chitta Pagunyata Kayu Kayu Chu Kata Chitta Chitu Chu Kata Cheti Ekuna Ekuna Wisati Me Cheta Sika Sopana Sata Ratna Nama. Dạ, thưa con xin hết, con xin cảm ơn. Dạ, kính mời Phật tử Phóng ạ. Dạ, con xin kính lễ sư. Con xin kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Con xin được đọc. Sopana Cetasikan Sattha Satihiri Ottapan Alopo Adoso Tatramek Chattata Kaya Basati Chitta Basati Kaya Lahuta Chitta Lahuta Kaya Muduta Chitta Muduta Kaya Kamanyata Chitta Kamanyata Kaya Bagunyata Chitta Bagunyata Kaya Yuchukata Chittu Chukata Cheti Ekuna Visati Me Chetasika Sopana Sadarana Nama. Dạ, kính thưa con đã đọc xong. Nếu có sai xin sư sửa giùm ạ. Dạ, con xin cảm ơn đạo tràng. Dạ, kính mời Phật tử Hồng Mai ạ. Chittasika cheti ekuna visati me cetasika sopana sattarana nama. Dạ con đã đọc xong, có gì sai nhờ sư sửa giùm con ạ. Dạ con xin kính mời Phật tử Ngọc Trân ạ.
Dạ thưa sơn xin học. Sofa sofa na che tasikan sa tha sa ti hi ri o tap pang alo fo ado so ta cham mai cha ta ta kaya pa sa thi chita pa sa thi kaya la hu ta chita la hu ta kaya mudu ta chita mudu ta kaya kamanya ta chita kamanya ta kaya pagunya ta chita pagunya ta kayu chu kata chitu chu kata jeti ekuna wisati me jetasika sofana satharana nama. Dạ thưa sơn xin hết. Dạ kính mời Phật tử Diệu Thúy ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Sofana jetasi kang satthasa tihiri ottappang alofo adoso tajamai chata tata kajapasati cittapasati kajalahuta cittalahuta kajamuduta cittamuduta kajakammanyata cittakammanyata kaza pagun nyata cita pagun nyata ka zu ucu kata citu citu cu kata ceti ekun na wisati me ceta sika sofana satharana nama. Bạch sư con xin hết, có gì xin sư sửa cho con ạ. Dạ, kính mời Phật tử Tịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. So thana cheta sikang tatha sati hiri ottapang anlopo adoso tachamak chak tata kazatak sakthi kittap tak sakthi ca dân la hú tà chít ta ná hú tà ca gia mu đu tà chít ta mu đu tà ca gia cầm mạnh na tà chít ta cầm mạnh na tà ca gia tà vùng na tà chít ta tà vùng na tà ca du chú ca tà chít tu chú ca tà chế tí e cu na vi sa ti me chế ta si ca so pha na sa tha ra na ra na na ma. Dạ thưa sư con đọc xong rồi ạ. Dạ kính mời quý vị ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. So pha na chế ta si cang sa tha sa ti hi ri ot ta bang a lo pho a đồ so tatamak chattata kayavasati cittabasati kayalahuta cittalahuta kayamuduta cittamuduta kayakammanyata cittakammanyata kayabagunyata cittabagunyata kayucukata cittucukata ceti eku nawi sati me cetasika sofanasatharananama. Dạ con đã đọc xong. Dạ kính mời Phật tử Tiên Mã ạ. Dạ thưa sư xin đọc. Số phần nè sư chê tế sĩ căng sát thà sát tí hí rí ô tập bằng á lô phô á đô sô tát trẻ mắt chát tết tè kè dè bát xe thí chít tè bát xe sát thí kè dè lé hú tè kè dè lé hú tè chít tè lé hú tè kè dân kè dè mú đú tè chít tè mú đú tè kè dè cầm mình nhé tè
ta cầm mình nhé ta kè giá bè quân nhé ta chích ta bè quân nhé ta kè dú chú kế ta chích tú cú chích tú vua chú kế ta chê tí ê cù ná quỳ xá tí mê chê tá xí kè sô phá ná sa tha rê ná nà má sô phá ná sa tha rê ná nà má. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ xin mời Phật tử, các Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Nhung cho em đọc. Rồi rồi, xin mời. Dạ thưa sư, con xin học bài. So bá na chia ta sĩ căng sát tha sát tí hi rí ở tóc bằng á lô bồ á đồ sô tá cá nát chát tá tà cà giá bá sát thí chít tá bá sát thí cà giá lăng hú tà chít tá lăng hú tà cà giá bú rú tà chít tá lăng bú rú tà cà giá cà mạng nhát tà chít tá cà mạng nhát tà cà giá bà gùn nhát tà chít tá bà gùn nhát tà cà giú chú cá tà chít tú chú cá tà chê tí ê cù ná quỳ sát tí mê chê ta sĩ cà Sapanasa Tharana Nama. Dạ con xin hết ạ. Dạ thưa sư, hết bằng tay giơ lên rồi ạ. Giờ mình dịch thử câu Bali này coi ai dịch được. Dạ con xin dịch thử sư. Dạ Sapanasa Tasika tâm sở tịnh hảo biến hành. Cetasika các tâm sở ý tí là sát tha tính sát tí niệm hi rí tàm attapang quý alopo vô tham anuso vô sân tatcha macha tatta hành xả kaya vasati chitta vasati tỉnh thân tỉnh tâm kaya lahuta chitta lahuta khinh thân khinh tâm kaya muruta chitta muruta nhu thân nhu tâm kaya kammanyata chitta kammanyata thức thân thức tâm kaya pagunyata chitta pagunyata thuận thân thuận tâm kaya uchukatta chitta uchukatta cha chánh thân và chánh tâm ekuna visati 19 thứ ime này nama gọi là sopanasa tharana tâm sở tịnh hảo biến hành. Nhìn lại các tâm sở là tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả tịnh thân tịnh tâm khinh thân khinh tâm nhu thân nhu tâm thức thân thức tâm thuần thân thuần tâm chánh thân chánh tâm 19 thứ này gọi là tịnh hảo biến hành. Dạ con xin hết. Còn ai dịch nữa không? Nếu còn ai dịch nữa không? Hết hả? Đây. Chitasika tâm sở Eko Navi Sati 19 email này ý tí là sát tha tính sát tí niệm hi trí tam ô tắp bá quý á lô hô vô tham á lô sô vô sân ta trả mấy chát ta ta trung hòa cài giá bá sát thí tịnh thân chi tá bá sát thí tịnh tâm cài giá lá hú ta khinh thân chi tá lá hú ta khinh tâm cài giá mu đu ta như thân ita muduta nyutam kaya kamanyata thức thân citta kamanyata thức thân kaya pagunyata thuần thân citta pagunyata thuần tâm kayuchukata chánh thân cittuchukata chánh và chánh tâm sopana sathana nama gọi là tịnh hảo biến hành. Rồi đó là phần
19 tâm sở tịnh hảo biến hành. Rồi giờ chúng ta học bài ha. Tâm sở tịnh hảo sopana cittasika. Nếu mà chúng ta chia nó thành là biến hành với biệt cảnh thì nó có hai nhóm, tức là nhóm tâm sở tịnh hảo biến hành thì có 10 chứng thứ sopana sattharana cittasika. Rồi tâm sở biệt cảnh thì có 6 thứ akinaka sopana cittasika. Ở đây gọi là tâm sở tình hảo, chữ sopana ở đây đó là chỉ cho sự tốt đẹp, tức là những tâm sở này khi mà nó có mặt thì chỉ có mặt ở trong tâm thiện, ở trong tâm tình hảo, trong đó có các tâm thiện tình hảo, các tâm quả tình hảo, rồi các tâm tố tình hảo, nó cũng có ba loại. Gọi là tâm sở tình hảo biến hành là những tâm sở có tính chất tốt đẹp và chúng có mặt trong 59 hoặc là 91 tâm tình hảo. Trong đó mình có 24 tâm dục giới tình hảo. Thì trong 24 tâm này thì đến khi học phần tâm đó mình sẽ phân ra đó là có 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố và 8 tâm đại quả, 27 tâm đáo đại. Thì mình sẽ phân nó ra đó là 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới. Thì trong tâm sắc giới và trong tâm sắc giới này thì mình cũng chia làm 3, tức là tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới, tâm tố sắc giới. Rồi ở tâm tâm vô sắc giới 12 thứ thì mình cũng phân ra đó là 4 tâm tố, 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới và 4 tâm tố vô sắc giới. 8 hoặc là 40 tâm siêu thế này thì mình cũng phân ra đó là 4 tâm đạo, 4 tâm quả hoặc là 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Thì đó là các tâm sở tình hảo biến hành, nó phối hợp được hết tất cả trong các tâm này. Các tâm này. Đây là 19 tâm sở tình hảo. Phần này là phần học thuộc lòng. Tức mình có tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, trung hòa, tình thân, tình tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thức thân, thức tâm, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Chúng ta sẽ được nghe giải thích từng trường hợp. Rồi trước tiên là phần... tâm sở tính sattha cittasika. Tâm sở tính mình có trạng thái đó là trong sạch, phần sự là thanh lọc tâm, thành tựu là tâm không bị bẩn đục, nhân cần thiết là có đối tượng đáng tin tưởng. Trước tiên mình nói về cái chữ tính á, chữ tính mà thường mình sử dụng gọi là chữ niềm tin. Chữ niềm tin nó được dịch từ chữ sattha. Thì khi mà nếu mà chúng ta chưa học vi diệt pháp thì chúng ta thấy là niềm tin nó có cả trong trường hợp tâm bất thiện, trong tâm thiện. Mà thường ví dụ ở trong trường hợp tâm bất thiện đó là tức là mê tín cái gì cũng tin, ta nói cái gì cũng tin, chả không có suy xét, không có trí tuệ để xem xét coi cái đó đúng hay sai, nên tin không nên tin. Chà. Rồi nếu mà tin ở trong điều tốt thì được xem là niềm tin chánh tín.
à, tốt đẹp. Nhưng mà đến khi chúng ta học vi diệt pháp á, thì chúng ta thấy là tính tâm sở, tính tâm sở nó chỉ có mặt trong tâm thiền. Dạ, tính tâm sở chỉ có mặt trong tâm thiền, chứ tính tâm sở nó không có mặt trong tâm bất thiện, dù đó là tâm tham, tâm sân hay là tâm si. Dạ. Cho nên tính tâm sở khi mà nó có mặt ở trong tâm nào thì tâm đó là sao? Nó trong sạch sáng suốt. Dạ, trong sạch sáng suốt. Cho nên mình thấy ở đây tính nó có trạng thái đó là trong sạch. Dạ. Rồi phần sự là sao? Là thanh lọc tâm, tức là làm cho tâm này cũng được thanh tịnh, trong sáng. Rồi thành tựu đó là không có bị bẩn đục, tức là không có bị phiền não tham sân si làm cho tâm bị ô nhiễm. Rồi nhân cần thiết ở đây đó là có đối tượng đáng tin tưởng. Đối tượng đáng tin tưởng ở đây là ví dụ như là muốn đề cập đến là đối tượng ở đây đó là những bậc có ăn đức. Thí dụ như chúng ta có người Phật tử, chúng ta có Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, là những bậc đáng được tin tưởng để mình quy y nương nhà để tu tập. Thì lúc đó niềm tin nó mới sanh khởi, và tin như vậy thì nó mới không có bị mê tín. Nó đúng theo cái tính tâm sở, làm cho tâm trong sạch, thanh lọc nội tâm, không bị bệnh tục. Và ở trong mi tiên quấn đáp thì ngài Na Ga Xê Ná, ngài ví dụ niềm tin, niềm tin đúng theo cái tính tâm sở đó là giống như là đồ lọc nước, mà mình có thể hiểu giống như là cái công nghệ lọc nước bây giờ, tức là từ một nước đục dơ, nhờ cái công nghệ lọc nước làm cho nước được sạch, mình có thể sử dụng, có thể uống hoặc sử dụng tùy theo cái nhu cầu của mình như thế nào. Thì tính tâm sở khi mà nó có mặt ở trong tâm thiện, nó cũng làm cho tâm mình được trong sáng giống vậy. Và cái phát triển của tính tâm sở đó, nó trở thành niềm tin chánh tính khi mà nó có sự thêm cái sự hỗ trợ của trí tuệ. Nhưng mà tính tâm sở này nếu mà nó phát triển theo cái khuynh hướng sai thì nó trở thành là tà tính. Trở thành là tà tính. Cho nên học ở đây thì chúng ta thấy tính nó chỉ xuất hiện ở trong tâm thiện. Còn mặc dù mình nói là niềm tin tà tính, tức là tin sai, thì ở trong trường hợp đó mình gọi như vậy thôi, chứ ở trong chi pháp không có. Tại tính này nó chỉ có mặt ở trong tâm thiện thôi, chỉ có mặt ở trong tâm thiện. Mà ở trong trường hợp mình tin sai lầm bị gì? Bị vô minh nó chi phối. Bị vô minh nó chi phối làm cho mình không phân biệt được cái nào đúng cái nào sai, rồi mình cứ tin. Ở trong ni tiên vấn đáp còn nói cho chúng ta biết đó là tin mà niềm tin mà được xem là chánh tính đó là được chia ra làm 4 trường hợp, tức là tin nhân, tin nhân, tin quả, rồi tin mỗi chúng sanh có một cái nghiệp riêng, rồi tin sự giác ngộ của Đức Phật, tức là do sự nỗ lực tu tập ngài được chứng ngộ thành bậc chánh đẳng chánh giác, chứ không phải là do một vị thần vị thánh nào đó ban cho. Thì niềm tin đó được xem là niềm tin chánh tính. Đó là liên quan đến niềm tin. Chúng ta để ý trong phần này sư hay nhắc qua nhắc lại, đó là
là tính tâm sở tim học vi diệu pháp thì nó chỉ có mặt ở tâm thiền, để ý nó như vậy. Nó khác với các tâm sở mà mình học ở lúc tâm sở tại tha, thí dụ như là cần dục, tâm sở mình hay nói cần dục, tức là sự mong mỏi á, thường người ta nói sự mong mỏi ước muốn là bất thiện. Dạ. Nhưng mà khi mình học về tâm sở tại tha, đối với tâm sở dục á, thì mình thấy sao? Cái sự mong mỏi ước muốn đó nó chia ra làm hai. Mong mỏi ước muốn thuộc về tham cũng có, nhưng mà mong mỏi ước muốn thuộc về thiện cũng có. Cho nên này, dục ở trong trường hợp đó thì nó có mặt vừa trong tâm thiện vừa trong tâm bất thiện. Hoặc là ở tâm sở cần, cần tức là sự nỗ lực, sự cố gắng. Thì sự cố gắng, sự nỗ lực đó là cố gắng mà nỗ lực làm điều ác cũng có, rồi cố gắng nỗ lực làm điều thiện cũng có. Hoặc là như tầm tâm sở, tầm tâm sở tức là hướng tâm đến cảnh khi mà nó được phát triển, tại vì theo ở trong tạng kinh là sự suy nghĩ, cái sự suy nghĩ đó nó thuộc về thiện cũng có, thuộc về bất thiện cũng có, tức là nó có cả hai trường hợp những tâm sở tự tham một số vậy. Yeah. Nhưng mà ở tính tâm sở thì nó không vậy. Yeah. Tức là nó chỉ có ở trong tâm thiện thôi. Yeah. Rồi thứ hai đó là tâm sở niệm. Trạng thái đó là ghi nhớ đối tượng. Phận sự là làm cho tâm không nhầm lẫn. Thành tựu là tâm cẩn trọng. Nhân cần thiết là có tưởng. Có từ ở đây khi mọc về tâm sở niệm á, thì chúng ta nhớ hồi chúng ta học tâm sở tưởng là làm sao? Tưởng tức là nhớ lại những gì mà trước đây mà mình đã từng gặp, hoặc là có những cái tương tự, thì đó là tâm sở tưởng. Tâm sở tưởng thì cái nhớ đó, đó đôi khi đúng, đôi khi là sai, chứ không phải lúc nào nó cũng đúng. Thí dụ như là người A với người B mà có cái giọng giống nhau, rồi nói chuyện qua điện thoại. Thí dụ như là người B điện mà mình nghe cái giọng người B giống người A quá, mình cứ nghĩ là cái này là người A, nhưng nói một hồi thì mới phát hiện là cái này là người B. Yeah. Thì cái vừa nghe mà mình tưởng về người A đó, thì cái đó là tưởng. Thì cái tưởng nó có thể đúng nhưng mà nó cũng có thể sai. Cái tưởng nó chỉ cần có một cái cảnh tương tự, nó cũng giúp nhớ lại cái cảnh ngày xưa. Dạ. Yeah. Ví dụ như là bây giờ mà mình các tưởng lớn tuổi mà mình đi đến một nơi nào đó mà mình thấy người ta còn thiếu thốn cơm ăn áo mặc, thì mình sẽ nhớ lại thấy cảnh đó, mình sẽ nhớ lại sao khoảng 3-40 năm về trước mình cũng đã từng sống ở trong hoàn cảnh như thế này. Dạ. Yeah. Thì cái tưởng đó nó do cái cảnh hiện tại mà nó nhớ lại, chứ không phải cái cảnh hiện tại nó lại cảnh ngày xưa, nó phải vậy, nó khác nhau. Yeah. Nhưng mà chỉ nó giống nhau cho nên nó gợi lại, thì đó là tưởng. Còn cái niệm ở đây đó là ghi nhớ đối tượng và làm cho tâm không có nhầm lẫn. Tâm không nhầm lẫn. Ở tưởng thì nó có thể đúng hoặc là có thể sai. Nhưng ở niệm, vì niệm nó có mặt ở trong tưởng, nó có mặt cả trong tâm thiện và tâm bất thiện. Chúng ta cũng nhớ vậy. Nhưng mà cho nên nó có lúc đúng là có lúc sai. Nhưng ở tâm sở niệm
Niệm thì nó luôn luôn có mặt ở trong tâm tâm thiện. Cho nên nó không thể nhầm lẫn được. Đặc biệt là tâm sở niệm á, thường mặc dù tâm sở tệ quyền, tức là đóng vai trò là trí tuệ, là thuộc về tâm sở biệt cảnh, nhưng mà khi mà tâm sở niệm mà xuất hiện được phát triển á, là thường nó cũng hay có tâm sở tệ quyền, tức là trí hỗ trợ. Nó cũng được trí hỗ trợ. Ví dụ như là ở trong cái cách tu thiền, trong cách thiền tập. Nếu mà các tử mình dùng trí để mình quan sát, nếu mình tập tập niệm để ý đến đến cái oai nghi đi đứng, hoặc là quan sát sự sanh diệt từ khi cảnh đến, ví dụ khi nghe tai tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi chẳng hạn, thì lúc đó niệm nó bắt đầu làm việc, và bên cạnh đó sao trí nó cũng hỗ trợ. Trí nó cũng hỗ trợ. Đương nhiên không phải lúc nào thì niệm nó cũng có mặt cùng với trí, là vì tâm sở niệm là tâm sở tình hảo biến hành, trong khi đó là trí là tâm sở tình hảo biệt cảnh. Tâm sở tình hảo biệt cảnh thì thường ở trong tu tập, ở trong tu tập, trong cái mình rèn luyện á, thì thường niệm nó sẽ được xuất hiện song song với trí. Còn nếu bình thường thì sao? Chỉ có niệm. Chỉ có niệm. Nhưng mà ít nhất ở đây đó là khi mà mình có niệm á, thì trong cái công việc á, nó giúp cho mình, tại ở đây khi niệm thành tựu á, thì cũng ít nhất cho giúp cho mình là sao? Ở trong công việc á, mình làm có sự cẩn trọng hơn. Có sự cẩn trọng hơn. Rồi nhân cần thiết đó là có tưởng. Có tưởng, tức là phải có sự, cũng phải có sự nhớ lại. Cũng phải có sự nhớ lại. Nhưng giống như nói lúc nãy, nó niệm nó khác với tưởng, đó là tưởng nhớ lại những cảnh đã có trước đây, và có thể đúng hoặc là sai, hoặc chỉ là khi gặp cảnh tương tự. Nhưng mà niệm thì sao? Ghi nhận, ghi nhớ là ghi nhớ đúng đối tượng. Tức là nếu mà nghe âm thanh thì ghi nhận biết chắc chắn là người này, nó không thể sai được. Thì đó là nói về tâm sở niệm, mà nó gần gần giống như là tâm sở tưởng, nhưng mà nó có sự khác nhau. Thì thứ hai là tàm. Tàm hôm trước mình có học về tâm sở vô tàm. Tâm sở vô tàm. Hôm trước mình tâm sở vô tàm, tức là tâm sở vô tàm đó là thích ở trong việc đó là mình các điều ác và đưa đến hành động ác, thì tâm sở vô tàm làm cái công việc đó. Nhưng đối với tàm á, thì nó có cái trạng thái ngược lại là sao? Nhàm chán, ác pháp, phần sự là không hành động tội lỗi, tức là không làm điều ác. Thành tựu là chối bỏ điều ác, nhân cần thiết là biết tự trọng. Thì chúng ta thấy là nếu mà xin ví dụ như là bây giờ mình thấy một cái món đồ của người khác để ở một nơi nào đó, và món đồ nó là mình thích, mình muốn lấy, nhưng bây giờ nếu mà sở hữu tàm mà nó sanh khởi, sở hữu tàm sanh khởi thì sẽ ngăn mình không phải cho làm cái làm đưa đến cái hành động trộm cắp đó, lấy cái món đồ đó.
Bây giờ sở hữu tàm khi mà nó sanh khởi thì nó một là nó nhằm chán cái ác pháp, thứ hai là sao không hành động tội lỗi. Và nếu mà nó sanh mà nó thành tụ thì chối bỏ điều ác, tức là sẽ không thực hành cái điều ác đó. Rồi nhân cần thiết là biết từ trọng, tức là từ trọng ở ở bản thân mình, tức là nghĩ đến bản thân mình. Ví dụ như là được cái cơ hội được sanh làm người, hoặc là mình là một người có quyền chức, được nhiều người kính nể, hoặc là một người có tuổi, được người nhiều người kính trọng, ví dụ vậy. Hoặc là nếu mà người Phật tử, ví dụ như là mình suy nghĩ là mình đã quy y Tam Bảo, không có nên làm cái điều đó. Hoặc là một người xuất gia suy nghĩ là mình không có nên làm cái điều đó. Thì như vậy thì tâm sở tàm nó sẽ sanh khởi. Tâm sở tàm nó sanh khởi. Thứ hai đó là tâm sở quý, anuttapa. Hôm trước thì mình cũng học cái tâm sở vô quý, tức là không gây sợ điều ác rồi hành động tội lỗi. Rồi thành tựu thì làm điều ác. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta học tâm sở quý thì nó ngược lại, tức là trạng thái, có trạng thái đó là ghê sợ điều ác, phần sự là không hành động tội lỗi, thành tựu là chối bỏ điều ác, nhân cần thiết là tôn trọng người khác. Tôn trọng người khác ở đây đó là ví dụ như là do tôn trọng người cha người mẹ của mình, tôn trọng những người lớn hơn mình, hoặc là do kính trọng một người nào đó, mình không làm điều ác. Ví dụ có những điều ác mà liên quan đến việc hại người đó chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì khi mà có cái tâm như vậy, có cái suy nghĩ như vậy thì là tâm sở quý nó sanh khởi. Còn tâm sở quý sanh khởi để mình không thực hiện cái điều ác đó, mà thay vào đó nó là làm cái điều thiện. Như vậy chúng ta thấy là khi mà mỗi một lần mà mình làm một tránh xa được cái điều ác và làm được cái điều thiện, tức là ví dụ như là trong cái ngữ cảnh mà mình có thể thực hiện được, có thể làm điều ác hoặc là suy nghĩ ác, nói lời nói ác, nhưng mà tâm sở tàm quý mà nó sanh khởi á, nó sẽ khiến cho mình sao dừng việc làm điều ác đó và thực hành điều thiện. Ví dụ ở trong trường hợp mà mình nghe người ta chửi mình, dạ đúng ra thì sao, nếu mà không có tàm quý thì chắc chắn là sao mình sẽ chửi lại. Nhưng bây giờ nếu mà lúc đó tâm sở tàm quý nó sanh khởi, nó sẽ phát hiện thấy cái này là sao, cái này là án, điều ác không nên làm, cho nên nó không đưa đến hành động bằng thân hoặc là lời nói để chửi lại. Thì đó là cái mỗi một lần mình làm điều thiện mà tránh xa được điều ác là nó có sự hỗ trợ của tâm sở tàm và quý. Thì nó tùy theo trường hợp mà tâm sở nào nó sẽ làm việc mạnh nhất, tức là nổi trội nhất ở trong ngữ cảnh mà đang diễn ra. Ví dụ như là ở trong việc làm phước, có người làm phước đó là bằng niềm tin, bằng niềm tin nó mạnh, thì lúc đó niềm tin nó sẽ điều khiển
để đưa đến các hành động, để đưa đến các hành động làm cái phước đó. Nhưng mà có người thì làm phước với cái trí tuệ mạnh, thì đó, lúc đó cái trí nó sẽ sắp xếp, nó điều khiển lại. Hay là ví dụ như là trong lúc mình thấy cái món đồ đẹp của người ta, mình không có muốn lấy, không có muốn lấy, mặc dù có thể là mình thích cái món đồ đó, thì lúc bây giờ cái tâm sở vô tham nó được phát triển mạnh, được phát triển mạnh. Hay là thí dụ ai đó chọc mình giận, bằng cách nói như thế này, nói như thế kia mà mình không có giận, thì lúc đó thì tâm sở vô sân nó sẽ được phát triển, bằng cái tâm từ muốn cho mọi người được ăn vui. Ví dụ vậy, nó tùy theo trường hợp. Tâm sở vô tham, tâm sở vô tham có trạng thái là không chính mắt, phận sự là không ai chấp thủ, thành tựu là không đắm nhiễm, nhân cần thiết là theo tác ý. Hôm trước là mình ở trong nhóm tâm sở tham phần, thì mình có ba tâm sở, đó là tham, tà kiến và ngã mạn. Cả ba tâm sở thì tâm sở tham thì nó có mặt cả trong tâm tham, rồi nó cũng cùng sanh với ngã mạn và tà kiến. Còn riêng tà kiến với ngã mạn thì dù nó là tâm sở nằm ở trong nhóm tham, nhưng mà nó không có sanh cùng chung với nhau, vì mỗi một tâm sở nó có một cái đặc tính riêng của nó. Tuy nhiên cả ba tâm sở đó, tức là đều có cái sự dính mắc đối với cảnh, tại vì nó nằm ở trong nhóm tâm sở tham thì nó đều có sự dính mắc ở trong cảnh. Nhưng mà hôm nay chúng ta học tâm sở vô tham, vì tâm sở vô tham chỉ có ở mặt ở trong tâm thiện, nên tâm sở vô tham nó là không dính mắc với cảnh, phần sự là không chấp thủ, tại không dính mắc rồi. Tại thường nếu mà dính mắc á, là nó có thêm cái chấp thủ, chấp thủ là ta, là của ta, thường có tâm dính mắc là có chấp thủ. Còn nếu mà không dính mắc thì sao? Thì không có chấp thủ. Rồi thành tựu thì không nắm nhiễm, nhân cần thiết là theo tác ý. Ở đây nói về không dính mắc và không chấp thủ. Thí dụ như là nói về mặt tài sản của các Phật tử mà mình có. Tại vì ở trong đời sống của người tại gia cư sĩ là mình không thể nào mà mình sống mà không có tài sản. Ít nhiều gì mình phải có. Tại chúng ta thấy là ở trong cái cách sử dụng tài sản, Đức Phật này cũng chỉ dạy cho mình. Mình đó là phân ra tài sản thành 4 phần. Tức là một phần trả nợ cũ, một phần là vay nợ mới, rồi một phần đó là sử dụng cho bản thân, rồi một phần đó là chung cất để dành. Thì cho mình thấy là mình phải có tài sản. Nhưng có người có tài sản đó, tâm dính mắc, chấp thủ nó là của ta, là ta. Và vì tâm dính mắc đó cho nên ví dụ như lỡ mà cái tài sản đó nó mất đi bởi một lý do nào đó, thì người này rất là đau khổ. Ở trong Pháp Cú Kinh có kể lại một câu chuyện ông bà La Môn. Lúc mà ông
trời mưa xuống rồi ông bắt đầu cái mùa lúa của mình. Rồi Đức Phật ngài thấy là cái sự rủi ro sẽ đến với ông Bà La Môn này và ông sẽ rất là đau khổ. Cho nên Đức Phật ngài đi, trong lúc Đức Phật ngài đi khất thực thì ngài đi qua cái thửa ruộng của ông Bà La Môn này. Rồi Đức Phật ngài hỏi nó là: này Bà La Môn đang làm gì đó? Thì thấy Đức Phật hỏi thì ông ta trả lời vậy thôi chứ cũng chẳng quan tâm gì. Thì nói là đang cho bò cày ruộng. Rồi ngày hôm sau ông cũng ra dọn đất rồi gieo mạ gì đó, xả lúa gì đó. Rồi Đức Phật ngài cũng đi đến, ngài hỏi. Rồi ông ta cũng trả lời tương tự ở những ngày khác. Những ngày mà ông đi ra ruộng thăm đồng gì đó thì hoặc là qua bón phân gì đó thì Đức Phật ngài cũng đi đến, ngài cũng hỏi. Thì thấy Đức Phật cứ đi đến hỏi như vậy, ông nghĩ là Sa môn Gotama quan tâm đến cái công việc của mình, và ông ta nghĩ đó là Đức Phật giống như là bạn của mình, cho nên ông mới nói với Đức Phật đó là sau cái mùa lúa này nếu mà ông không dâng cúng đến Đức Phật á, là ông sẽ không dùng. Tức là sẽ chia cái phần lúa này cho Đức Phật, cúng dường Đức Phật. Thì nhưng mà đến khi mà lúa sắp được mùa đó là, ví dụ như chiều hôm nay thì ra thăm đồng thì lúa vẫn lúa sắp gặt hái đó là nhìn rất là đẹp. Nếu mà các tử mình ở gần cánh đồng lúa nhìn cái màu lúa mà sắp chín thì rất là đẹp. Nhưng mà tối hôm đó thì trời mưa to gió lớn, giống như là thỉnh thoảng chúng ta thấy lụt ở miền Trung vậy. Tức là tất cả cái thửa ruộng đó là đều bị nước cuốn trôi hết, hư hết. Ra sáng hôm sau mà ông ra thăm cái thửa ruộng đó, ông ta thấy cái làm đau khổ và trở về nhà là bị bệnh luôn. Và vì Đức Phật đã biết cái câu chuyện này từ ban đầu, từ những từ ngày ban đầu mà ông ta cày ruộng, cho nên Đức Phật ngài mới đi đến. Thì trong lúc Đức Phật ngài đi đến rồi gia đình báo nó là có Sa môn Gotama đi đến, thì ông ta nói hãy mời bạn của ta vào, Sa môn Gotama là bạn của ta. Rồi ông ta mới nói với Đức Phật đó là cái lời hứa, nhắc lại với Đức Phật đó cái lời hứa trước đây là mình sẽ cúng dường Đức Phật cái phần lúa khi mà gặt hái xong, nhưng bây giờ thì lúa đã bị nước cuốn trôi hết rồi, cho nên không có gì để cúng dường đến Đức Phật nữa. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới thuyết pháp cho ông ta nghe mà liên quan đến cái tâm dính mắc, tâm dính mắc làm cho ông ta bị đau khổ. Còn nếu mà người mà không có tâm dính mắc như vậy thì cái sự đau khổ, sự sợ hãi nó sẽ không đến. Thì ở đây khi mà các tử mình sử dụng cái tài sản với tâm không dính mắc, tức là cần sử dụng thì mình sử dụng nó, nhưng mà mình cũng chuẩn bị sẵn với cái tâm lý là gì? Đời sống mình thì vô thường, thì cái tài sản này nó cũng vô thường vậy. Nếu mà lỡ nó có mất đi bởi một lý do nào đó, lửa cháy, trộm, mình cất giữ đàng hoàng mà trộm nó đánh cắp, hoặc là người có quyền chức họ chiếm đoạt tài sản, những trường hợp đó là chúng ta phải chịu. Còn nếu mà thành tựu thì không làm cho tâm đắm nhiễm. Nhân cần thiết ở đây nó là khéo tác ý. Khéo tác ý đây thì nó sẽ liên quan đến những trường hợp mà mình suy xét lúc nãy, liên quan đến nhân quả nghiệp báo gì đó, để tâm mình không bị dính mắc.
tức là sử dụng nó mà không bị dính mắc. Thứ hai là vô sân, tâm sở vô sân. Tâm sở vô sân đó là có trạng thái là không tàn hại, thần sự là xua đuổi sự tàn hại, thần tụ là hiền khởi, sự êm dịu, nhân cần thiết là theo tác ý. Hôm trước thì mình học bốn tâm sở sân phần, thì mình có sân tật, sân ganh tị, bọn sẻn và hủy hận. Bốn tâm sở đó là điều có cái chung cái đặc tính đó là hủy diệt đối tượng hay là hủy diệt cảnh, tức là hễ gặp những trường hợp trái ý nghịch lòng thì lập tức muốn dẹp bỏ nó. Dạ, thì đó là bốn tâm sở sân phần. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta học tâm sở vô sân thì nó trái lại, tức là không tàn hại, tức là không có hủy diệt đối tượng nữa. Rồi phần sự thì sao? Xua đuổi sự tàn hại, tức là không làm cho sự tàn hại đó sinh khởi. Thành tù là hiện khởi sự êm dịu, nhân cần thiết là theo tác ý. Hiện khởi sự êm dịu ở đây thì là vì tâm sân khi mà nó sinh khởi á, nó làm cho thân chúng ta dễ thấy nhất đó là lúc mà mình giận quá đó, thì tự nhiên mình thấy là cái thân của mình nó rung lên, cái tay chân mình bị rung lên. Dạ, tâm thì dao động rất là mạnh. Dạ, nếu mà chúng ta để ý. Nhưng mà nếu mà tâm sở vô sân sao? Nó ngược lại, tức là làm cho tâm lắng dịu, thân được mát mẻ. Cái vô sân ở đây nó bằng với từ, tức là tâm từ, trạng thái của tâm từ. Dạ, trạng thái tâm từ. Rồi nhân cần thiết ở trong trường hợp này đó là cũng là khéo tác ý. Hôm trước mình học ở bốn tâm sở sân phần, đó là mình có nhân cần thiết, đó là thiếu sự hiểu biết. Thiếu sự hiểu biết tức là không có sự suy xét, không theo tác ý, làm cho tâm sân lên. Nhưng mà ở trong tâm sở vô sân á, sở dĩ tâm sở vô sân mà sân được á, do mình khéo tác ý. Khéo tác ý là sao? Ví dụ ở trong đời sống hàng ngày của mình á, không phải là lúc nào mình cũng thấy vừa lòng, nghe vừa lòng, ngửi mùi vừa lòng chẳng hạn. Đôi khi ví dụ ở trong gia đình thôi, trong nhà thôi, không phải lúc nào mình cũng nhìn thấy được cái cảnh hài lòng, làm cho tâm thiện sanh khởi. Mà mình cũng gặp thường xuyên là sao? Cảnh không có hài lòng. Thì khi nào gặp cảnh không có hài lòng á, là lúc đó nếu mà chúng ta khéo tác ý á, thì chúng ta sẽ biết là gì? Cái này là cái quả của bất thiện mà mình đã tạo, và bây giờ nó đang có điều kiện cầu quả. Thì khi mà khéo tác ý như vậy thì tâm sân nó không có sanh khởi được, mà thay vào đó là sanh là tâm vô sân. Dạ. Hoặc là khi mà thấy cảnh đẹp, cảnh vừa lòng sanh khởi, thì lúc bây giờ nếu mà khéo tác ý thì chúng ta thấy là cái này là quả của thiện nghiệp. Nó chỉ là quả của thiện nghiệp. Thì khi mà suy xét như vậy sao? Tâm tham nó không có điều kiện sanh khởi, mà thay vào đó nó là tâm thiện. Thay vào đó là tâm thiện. Thì đó là cái khéo tác ý. Nhưng mà thường những trường hợp này nó dễ sanh khởi chỉ đối với người có tu tập, có để ý.
mà thường mình hay sử dụng cái chữ chánh niệm tỉnh giác, có quan sát thì cái tâm mình nó mới thay đổi nhanh như vậy, còn không thì nó sẽ diễn tiến ra rất là lâu, tức là có tỷ tỷ lộ trình tâm bất thiện sau đó nó mới chuyển qua tâm thiện được. Còn có người là sao? Không chuyển qua luôn, tức là nó làm cho đến khi mà có một cái cảnh nào đó mới thì lúc bây giờ mình có tâm khác sanh khởi, loại tâm khác sanh khởi. Chính vì như thế cho nên ở trong đời sống của mình là tâm bất thiện nó có điều kiện sanh khởi rất là nhiều. Sanh khởi rất là nhiều. Tại vì khi mà gặp cảnh không hài lòng thì tâm sanh khởi, gặp cảnh hài lòng thì tâm tham sanh khởi, có chỗ nào tâm thiện sanh khởi hết nếu mà mình không khéo tác ý. Tâm bất thiện nó làm việc hết. Nên ở trong đời sống hàng ngày của mình phần lớn là tâm bất thiện không. Và đó cũng là lý do tại sao đến khi mình chết ở người phàm phu mình dễ tái sanh ở cõi khổ, mà Đức Phật ví dụ giống như là bãi cát trên sa mạc mà số người chết mà sanh lại làm người làm trời chỉ bằng một nắm cát ở trong tay của ngài, còn số lượng còn lại là sanh ở cõi khổ giống như là cái sa mạc, nhiều giống như là sa mạc cả. Là vì mình tích lũy quá nhiều cái bất thiện ở trong đời sống hàng ngày, cho nên đến khi sắp lâm chung thì sao, một cách tự động là các trạng thái tâm bất thiện đó nó sanh khởi và tạo điều kiện cho cái quả của bất thiện nghiệp mà mình đã tạo, nó cho quả đưa đến tái sanh ở cõi khổ chứ không có gì cả. Tâm sở trung hòa, trạng thái là cân bằng tâm lý, phần sự là ngăn chặn tình trạng thái quá, thành tựu là tạo ra sự quân bình, nhân cần thiết là có pháp và hợp nhau. Ở đây thì khi mà nói về tâm sở trung hòa, chúng ta nhớ lời lúc mà tôn giả Ananda mà lúc Đức Phật viên tịch xong rồi chư tăng hợp với nhau là để tổ chức cái cuộc kết tập tam tạng đầu tiên, trong đó là có 500 vị A-la-hán và tôn giả Ananda thì là vị phụ trách trùng tiên lại phần kinh tạng. Nhưng mà lúc bây giờ thì tôn giả Ananda vẫn còn là bậc thánh Tu Đà Hoàn, trong khi đó là 499 vị kia là đều là bậc thánh A La Hán. Cho nên lúc giờ tôn giả Ananda mới nỗ lực tu tập để chứng được thánh quả A La Hán trước cái ngày hội kết tập tam tạng. Nhưng mà vì ở trong việc nỗ lực đó, trong lúc mà cố gắng như vậy thì cần tâm sở nó phát triển mạnh. Cần tâm sở nó phát triển mạnh. Nó dẫn đến việc đó là các pháp nó không có cân bằng. Cho nên không chứng đắc được thánh quả. Không chứng đắc được thánh quả. Rồi đến khi tức là sáng ngày hôm đó là đại cuộc kết tập tam tạng bắt đầu, thì ngài mới suy nghĩ đó là bây giờ mình đã cố gắng mấy ngày hôm nay rồi nhưng mà vẫn chưa chứng đắc được thắng quả, thì thôi bây giờ ngã lưng nghỉ một tí để tại rồi sẽ tu tập tiếp theo. Thì trong lúc mà ngài trong chánh niệm mà dự định ngã lưng
À, để nghĩ một tí thì à, lúc đó là tâm sở cần nó được, nó tức là cái sự tinh tấn nó được được cân bằng, tức là dừng lại, được buông, tức là thay vì cố gắng đó là nó còn nổi trội, nhưng mà giờ mình muốn là nghỉ rồi thì nó buông ra. Thì trong lúc buông như vậy thì các pháp nó được thăng bằng, tức là được quân bình trở lại. Và nhờ đó ngài chứng được thánh quả A-la-hán trong cái oai nghi phụ, tức là không phải đứng, không phải nằm mà cũng không phải ngồi, tức là trong tư thế vừa muốn nằm xuống à, và chưa đặt lưng tới giường thì ngài đã chứng đắc được thánh quả A-la-hán. Dạ. Thì chúng ta thấy là cái trạng thái tâm, nếu mà sau này hoặc là các tử mình đã học lộ trình tâm rồi đó, tại tâm nó diễn tiến rất là nhanh, chỉ trong tích tắc đó là chứng ba bậc thánh liên tục, tức là từ tu rùa hoàng lên tư đà hàm, an hàm và an hàm. Dạ. Cho nên ở trong việc mà chúng ta tu học để tạo phước báo ba la mật thì lâu thiệt, nhưng mà đến khi đủ phước báo ba la mật rồi, chỉ cần tích tắc là chúng ta có thể chứng được thánh quả an hàm. Là chúng ta học đọc ở trong cái bài, các bài kệ ngôn kinh pháp cú rồi thêm cái phần chú giải câu chuyện đó, chúng ta thấy sao? Chỉ cần Đức Phật ngài giảng rồi thuyết qua cái bài kệ pháp cú 4 câu là từ một người phàm phu người ta có thể chứng được thánh quả, tức là bốn bậc thánh liên tục trong cái khoảnh khắc rất là nhanh. Rất là nhanh. Thì tâm sở trung hòa này, trung hòa này á, đã làm cái công việc đó là quân bình, tức là trong cái cách tu tập, nếu mà cái nào mà nó nổi trội trong đời sống hàng ngày á, thì mình có thể ví dụ như là nếu mình nguyện cái phước trí tuệ thì mình ưu tiên cho cái phước trí đó nhiều tí, còn nếu ai đó mình nguyện về niềm tin thì mình ưu tiên cho cái niềm tin đó một tí. Ai mà thích làm phước bố thí, mình ưu tiên cho cái việc làm phước bố thí đó một tí. Thì nó có thể nổi trội trong cái việc mình thực hành các thiền sự thông thường, nhưng mà ở trong tu tập để chứng đắc được thánh quả thì các pháp cần phải có sự quân bình. Mà muốn có sự quân bình là sao? Là phải có tâm sở trung hòa này. Dạ, tâm sở trung hòa này nó làm cái công việc đó. Làm cái công việc đó. Ví dụ như là trong tinh tấn, chúng ta thấy là trong tinh tấn khi mình ví dụ như là khi mình ngồi thiền, thiền sư bảo mình đó là ngồi, cố gắng ngồi cho thẳng lưng, thẳng lưng. Thì mình cố gắng mình ngồi thẳng lưng, nhưng mà ngồi lâu quá, lâu quá cái là bắt đầu cái tinh tấn của mình nó rớt xuống, mình không còn chịu nổi nữa, cái mình bắt đầu buông ra, cái mình phóng dật. Dạ. Thì nếu mình buông ra phóng dật á, thì lúc giờ nó bị tâm bất thiện sanh khởi. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình buông ra cái sự tinh tấn đó, nhưng mà vẫn giữ được cái trạng thái là chánh niệm, tức là không bỏ hẳn nó, vẫn giữ được cái chánh niệm, thì cái tâm sở trung hòa ở trong trường hợp đó nó cũng dung hòa lại các pháp. Thay vì để tinh tấn làm việc một mình thì lúc bây giờ trí nó xuất hiện, niềm tin cũng xuất hiện, để hỗ trợ lại cho nhau trong các tu tập. Thấy là nếu cần thiết cần thay đổi oai nghi thì thay đổi oai nghi, hoặc là cần đi kinh hành thì đứng lên đi kinh hành, ví dụ vậy, hoặc là cần nằm thì có thể nằm xuống trong chánh niệm. Thì ở trong trường hợp đó là tâm sở trung hòa nó sẽ làm công việc đó. Dạ. Thì đây là phần tâm sở tình hảo biến hành. Vì hôm nay mình học bảy tâm sở này được rồi, kỳ sau chúng ta học tiếp. Bây giờ kỳ sau nếu mình để thứ 5, thứ 7 thì nó sẽ bận tết,
nhưng mà sư không muốn cho lớp nghỉ cho nên mình sẽ học bù trước. Bây giờ thứ hai là mình sẽ học lớp Bali 2. Lớp Bali 1 thì vẫn học thứ ba bình thường. Lớp Vi Diệu Pháp thì mình sẽ học lại tối thứ tư, rồi sau đó mình sẽ nghỉ tới thứ hai tuần, thứ ba tuần sau học lại. Cho nên như là mình không có nghỉ buổi nào. Rồi giờ mời lớp nghỉ, xin mời cô phục vụ chung. Dạ. Dạ, chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học Vi Diệu Pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ, bài học đã kết thúc. Kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính chư sư. Con xin thay mặt cô chú học viên trong room hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiên ạ. Akasatha cha phom ma tha di wa na ga ma hi thi ka bốn nhãn no anumodan tu chi rang ra khan tu sa nhãn nô anh mô đan tu chi rang ra khan tu nô ca rô a ca sa tha cha phẩm ma tha đi qua na ga ma hi thi ca bốn nhãn nô anh mô đan tu chi rang ra khan tu nhà ta yo a ca sa tha cha phẩm ma tha đi qua na ga ma hi thi ca bốn nhãn nô anh mô đan tu chi rang ra khan tu ma ni nô bốn nhãn nô anu mô đam tu chi rang ra khan tu nô sa đa y đăng qua ta nô bốn nhãn a sa wa kha ya wa hằng hô tu anagate ca le sa